Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá da com Cảm ơn quý vị. Vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà Phê Sáng của Lido gòn TV. À, thưa quý vị, trong thời gian qua chúng ta nghe nhiều những cái vụ mà đột nhập vào nhà để trộm cướp khi mà không có chủ nhà ở nhà. Nhưng mà mới đây, mới hôm à, rạng sáng ngày Chủ nhật một vụ đột nhập vào một cái căn nhà ở à, à, San Bernardino County. Thì đến hôm nay á, vẫn làm cho cả cái gia đình này cảm thấy rất là hoảng sợ và bối rối. Bối rối ừ. là bởi việc không hiểu như thế nào hết. Vào khuya ngày chủ nhật có nghĩa là khi mà ông ông chủ nhà này là mail ông kể lại với cảnh sát đó là lúc đó cả nhà còn thức. Mới sau 12 giờ đêm thôi, nhà vẫn còn sáng đèn nha. Vợ ông thì đang ngồi ở giống như là ở tầng trệt đó để xem TV. Con trai họ là 21 tuổi rồi, nó ở trên lầu, nó đã vào phòng nó ngủ còn ông chủ nhà đó thì ông vẫn cũng ở trên lầu thì lúc đó bà vợ đang ngồi ở dưới nhà xem tivi đèn vẫn sáng như vậy thì bà nói bà nghe một cái tiếng giống như là cái tiếng đạp vô cái cửa đạp cái rầm vô trong đó rồi xong rồi sau đó là đạp thêm một cái mạnh nữa đến nỗi mà cái cửa như nó bung ra luôn thì lúc đó bốn năm người đàn ông xông vào nhà mặc đồ đen rồi mang mang khẩu trang thì lúc đó bà vợ nghe tiếng bà vợ hét lên á thì ông chồng mới từ trên chạy xuống thì ông này chạy xuống tay ông cầm giống như là cái cây cây gậy cây bà con đó thì những cái tên đó à, ông nó ùa đi lên ở trên lầu thì ông cầm cái gậy đó giống như là ông chống trả với lại một trong những tên đó và ông cảm giác là có một cái khẩu súng nó dí vào trong đầu ông nữa thì trong lúc mà ông chống trả với những tên này thì những tên khác có những lên lầu và lay like. con ông dậy đuổi ừ. nó kêu nó là đi xuống dưới nhà dưới luôn còn người vợ của ông thì trong lúc mà đang ngồi như vậy những tên nó xông vào thì bà cũng hốt hoảng bà hét lên rồi giống như bà cũng bỏ chạy như thế nào đó mà bà bị vấp ngã thì cái đầu đập xuống đất thì cái sự việc này nó diễn ra chỉ trong vòng khoảng 5 đến 7 phút mà ông chủ nhà ông nói rất là lạ nó đi tìm một cái gì đó mà ông cũng không biết ừ. có nghĩa là cũng chịu nó cũng không hỏi ông có nghĩa là ông không hề nghe được tiếng của một tên nào trong những tên đó ví dụ như cất lên hỏi là à, tiền để đâu vàng để đâu vân vân ông không nghe gì hết nó không nói gì hết chỉ chạy trên lầu và nó như muốn tìm một cái gì mà ông cũng không biết nó tìm cái gì xong rồi chừng 5-7 phút là nó vọt đi hết nhà cửa không bị mất cái gì không có cái gì bị lục soát cho nên khi mà cảnh sát tới nơi á cảnh sát tới nơi cũng rất là nhanh sau đó thì cảnh sát bây giờ cũng chưa biết là Mục đích của những kẻ này đột nhập vào trong căn nhà này làm gì? Bởi vì chủ nhà họ nói họ không hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra mà nó cũng khi mà nó tông cái cửa vào á là nó bất chấp là nhà có người hay không và cũng biết rằng là nhà cũng có uh, camera an ninh ừ. cũng có luôn. Thì cái sự việc này không chỉ làm cho gia đình này họ cảm thấy là họ hoảng sợ mà những người hàng xóm khi mà họ nghe cái câu chuyện này, họ cũng nói Wow, có nghĩa là bây giờ sao họ cũng phải đây là cái dịp để họ coi lại hết tất cả những cái camera an ninh quanh nhà rồi cái chuyện cửa nẻo ở trong nhà ra làm sao và cái điều quan trọng họ nói họ cũng không thể uh, giống như là chia sẻ hay là an ủi gì cho ừ. người hàng xóm của mình bởi vì họ cũng ở trong cái tình trạng họ không hiểu gì hết không phải vào để mà trộm cướp không phải vào để mà làm gì mà tự nhiên bất chấp là cái nhà đó đang có người đang mở đèn mà cũng tông cửa để đi vào như vậy. Quay qua một cái bản tin khác, à, một gia đình à, có một người con 14 tuổi à, qua đời trên máy bay trong khi trở về từ một cái chuyến đi về vacation ở Honduras. À, cái anh chàng 14 tuổi này đó không biết vì lý do gì sau khi máy bay đã kết cánh rồi thì anh cảm thấy khó thở và bắt đầu gọi những người tiếp viên ở trên máy bay đó là giúp đỡ cho anh ta, thì vì anh ta thấy cảm thấy cái sức khỏe của mình đó nó có một cái gì đó nó nó quan trọng. thì khi mà các nhân viên các tiếp viên ở trên máy bay đó bắt đầu tới để coi tình hình nó như thế nào và người ta thấy anh này là có cái tình trạng khó thở thì bắt đầu họ cấp cứu ảnh bằng cách là lấy cái hệ thống mà gọi là kích tim á ngọc lan có nhớ là mình coi phim mình thấy họ yeah. cầm hai cái 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 tay cầm này nè họ ấn vô ngực mình rồi nè, rồi mình bị bị sốc lên thì thưa quý vị sau khi sử dụng cái máy đó không thành công tôi nghĩ là họ 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 loay hoay họ điều chỉnh rồi này kia đó thì không có thành công được bởi vì thế đó khi mà khi mà không thành công thì anh này anh không có được cấp cứu mặc dù là bây giờ kể lại đó thì các hành khách trên chuyến bay đó họ nghe rằng là ấy cái máy này không có hoạt động cái máy này không có xài được à, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng để cấp cứu anh này trên máy bay bằng cách nào đó rồi họ bắt đầu họ kiếm coi trên máy bay này có bác sĩ hay không nữa tại vì này anh tự nhiên anh cảm thấy khó thở và không thở nổi được nữa có thể là bị, bị tim có thể là bị cái đường hô hấp bị sau đó thì không biết nhưng mà đây là cái chuyến đi vacation thì bây giờ đó sau khi vụ việc xảy ra vào năm 2022 thì tới năm 2023 thì bà mẹ của cái anh 14 tuổi này bắt đầu nộp đơn kiện tại tòa, ừ. nộp đơn vào năm 2023 tại New York, nhưng sau đó thì lại được chuyển hồ sơ tới một cái tòa khác ở bên Texas. Là tại sao? Công ty American Airlines có trụ sở chính đặt tại Texas, ừ. đó, cho nên họ nói rằng là mang về bên này đó để chúng tôi có cái cơ hội này chúng tôi có thể đi hầu tòa tốt hơn hoặc là trình uh, uh, bày cái sự việc nó như thế nào. Bây giờ thì bà mẹ bà kiện cái hãng máy bay bà nói rằng là cái hãng máy bay này đã cẩu thả, đã không cẩn thận trong cái việc mà làm cái chết cho con của bà mới 14 tuổi con trai. Thì họ nói rằng là, bà nói rằng là tại sao cái máy đó không hoạt động được? Cái máy mà 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 để kích cho cái tim nó hoạt động trở lại, nó đập trở lại đó. Tại sao những nhân viên trên máy bay không được huấn luyện để sử dụng cái máy đó? Rồi cái lúc xảy ra trường hợp đó đó, thì cái máy đó thì là lại là một cái máy bị hư. Cho nên lỗi là lỗi tại công ty American Airlines. À, rồi bà có nhiều cái lý do để đưa ra và cái 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 vụ kiện này đó thì sau khi mà cái uh, tòa báo Business Insider họ liên lạc với công ty American Airlines để coi coi là cái trường hợp này nó như thế nào thì mới thấy rằng là công ty American Airlines có thiếu sót trong cái vấn đề huấn luyện các tiếp viên của mình sử dụng cái máy đó thật ra đó mình thấy trên tivi họ làm mình thấy dễ quá tức là mở máy lên rồi nhìn cái con số gì đó trên đó sau đó họ đưa vô ngực mình họ bấm một cái thì nó tưng người mình lên đó thì thưa quý vị đâu. đó thì mình thấy nó là như vậy nhưng mà thật ra nó phải có một cái sự huấn luyện đó à, thì không biết tới, cho tới bây giờ thì công ty american airlines họ không có nói thêm chi tiết gì hết sở dĩ bà này bà, bà kiện bà nói rằng là từ ngày con tôi chết tới hôm nay tôi không nhận được cái báo cáo không nhận được một cái thơ gì từ công ty American Airlines cho nên hay thôi tôi thấy nó kỳ quặc Tại sao con tôi chết như vậy mà không ai nói gì hết coi như là để im cho sự việc nó cứ qua đi hết năm trời rồi mà cũng không thấy nói gì hết cho nên bà thấy bực mình về cái cách hành xử của công ty American Airlines cho nên bà đi kiện và khi mà đi kiện như vậy đó thì người ta mới nhìn lại à cái quá trình huấn luyện các tiếp viên trên máy bay như thế nào máy đó có được gọi là À, mang ra để coi lại hàng năm hàng tháng hay gì đó hay không là còn sử dụng được nữa hay không cũng giống như là lâu lâu chúng ta phải mang những cái cái bộ đồ gọi là emergency kit có nghĩa là những cái túi cái gói mà trong đó có đèn pin có thức ăn rồi để chúng phòng ngừa động đất hay gì đó hay thiên tai xảy ra đó quý vị thì những cái gói đó nó có ngày hết hạn chứ không phải không cho nên đó nhiều khi mình thấy mình để đó trong góc đó đi để dành đó để lỡ có gì để mình có lấy ra mình xài được thì cái đó nó không phải là nó, nó 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 tốt suốt đời, nó có ngày hết hạn nữa, lâu lâu mình phải cầm mình đổi cái 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 bộ khác, à, cho nên có nhiều người khỏi, khỏi mua cái gói này làm chi tiết quá, để hết năm này đến năm kia rồi cứ quăng đi rồi mua cái mới về, hết quăng đi mua cái mới về mà không sử dụng tới, thì cái công ty American Airlines hiện giờ đó cái chính sách của họ đó là tất cả những cái máy móc gì mà về dụng cụ y tế ở trên máy bay đó thì cũng phải mang ra để coi coi là cái cách sử dụng như thế nào, huấn luyện cho tiếp viên như thế nào, à, máy đó nó có ngày hết hạn hay không, nó có à, hết pin hay không nữa, Để thí như vậy đó. Đó là những cái cách mà hiện nay à, họ đang chỉnh sửa lại chính sách của họ. Riêng với cái cái cái, cái chuyện mà thưa ra tòa này đó, thì cho à, tới giờ phút này à, các tờ báo liên lạc với công ty American Airlines thì họ không có trả lời. Họ nói là là đang có vụ kiện nên chúng tôi không thể trả lời những cái câu hỏi này và không biết là sau này khi mà xử xong rồi thì um, công ty này nó có bị phạt hay không hay là như thế nào nhưng mà mình thấy chứ làm tiếp viên hàng không nó cũng phải biết nhiều thứ lắm chứ bộ đâu phải là chỉ có đem đẩy cái xe bánh nước ăn nước uống rồi sắp xếp, xếp chỗ ngồi cho người ta phải biết luôn cả nhưng cái nghĩ là phải được huấn luyện hết ừ. nhưng mà quý vị cứ coi đi uh, trong nhiều người trong cả cuộc đời họ luôn chả bao giờ họ dùng tới hết à, đúng rồi. thành ra là lúc mà lúc mà vào thì được huấn luyện nhưng mà sau đó quên rồi quên. cho nên là tại sao nhiều khi có những cái công ty mà hàng năm hàng năm họ phải huấn luyện lại để cho người ta nhớ bởi vì cái gì mình không dùng là mình sẽ quên <laughs> xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau